Ok, demo cánh tay robot điều khiển theo phương pháp dạy học. Cánh tay robot này thì có thể học tối đa là 200 lệnh, mỗi lệnh sẽ không giới hạn các vị trí. Rồi, sẽ demo thử. Đây là menu chính, hiển thị các cái góc của các trục lệnh thực hiện, số lần thực hiện và control. Off có nghĩa là mình sẽ không điều khiển được, và on là mình sẽ điều khiển được. Rồi, trong menu sẽ có phần Auto Home, chọn lệnh điều khiển, thêm lệnh mới, xóa một lệnh bất kỳ. Xóa lệnh thì trong xóa lệnh nó sẽ có xóa lệnh bất kỳ và xóa tất cả lệnh. Rồi, cho ví dụ cho Auto Home. Rồi, trong lệnh điều khiển thì mình đã có nhập một lệnh, có nhập hai lệnh chứ. Đây, có nhập hai lệnh, thì ví dụ cho chạy lệnh 1, lệnh số 1, Enter, nó sẽ cho chọn số lần thực hiện cái lệnh này. Ví dụ on way là thực hiện liên tục các lệnh, rồi đến khi nào nhấn dừng thôi. Ví dụ mình cho thực hiện hai lần, hoặc là mình chọn số lần thực hiện, rồi mình nhấn OK, lệnh đã chọn lệnh số 1, số lần thực hiện là hai lần, nhấn OK là nó sẽ thực hiện. Giữa các lệnh nó sẽ dừng một khoảng thời gian mà mình có thể setup được. Tức là khi mình dạy cho nó, mình thêm lệnh mới thì mình sẽ setup được các cái lệnh. Cái thời gian dừng giữa các lệnh đó, lần thực hiện các lệnh. Rồi, sau khi mà đã thực hiện xong á thì nó sẽ về màn hình chính thôi. Giờ cho nó auto home. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện thử cái lệnh 2. Thực hiện thử một lệnh nữa ha. Đây mình sẽ cho nó chạy cái lệnh mình sẽ cho nó chạy cái lệnh số 2 đi. Lệnh số 2 là gấp cục tròn. Thực hiện 2 lần. Ok, sắp tới mình sẽ giao chủ video về cánh tay robot. Cánh tay robot không phải chỉ loại này không, mà loại sử dụng stepper, động cơ bước ấy. Rồi loại nhiều chục hơn, ví dụ này 40, 50, rồi 60. Rồi loại sử dụng động cơ servo, sử dụng động cơ stepper. Nói chung là giao chủ video về cánh tay robot. Các bạn nào có đam mê về cánh tay robot thì theo dõi kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.